phép tôi sẽ trao giải pha phản lưới đau đớn nhất mùa hè cho Rick James. May sao Chelsea vẫn thắng nhờ siêu phẩm của đứa con cưng Mason Mount. Cụ thể trận đấu ra sao phần sau sẽ rõ. Trong khi đó, những bến đỗ mong muốn của De Jong bất ngờ được tiết lộ. Và buồn cho Quỷ Đỏ, Man United không nằm trong danh sách của tiền vệ người Hà Lan. Vậy đó là những đội nào câu trả lời sẽ có trong bản tin chiều này. Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Anh Quân News. Trước tiên cùng điểm qua những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Chelsea vừa giành chiến thắng nhọc nhằn trước câu lạc bộ từ Mexico Club America. Chelsea là đội bóng chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu, nhưng phải đến tận nửa hiệp 2 The Blue mới mở tỷ số với pha lập công của Werner sau đường chuyền của Rick James. Thế nhưng hậu vệ người Anh sau đó lại điền tên lên bảng tỷ số bằng pha phản lưới nhà. James truyền về nhưng thủ thành Bettinelli lại thiếu tập trung để bóng lăn vào lưới. Phải nhờ đến siêu phẩm của Mason Mount ở những phút cuối trận, Chelsea mới giành chiến thắng trong ngày ra quân ở tour du đấu mùa hè. Mới đây, Paris Saint-Germain đã chiêu mộ thành công tiền đạo Hugo Ekitike từ Rom dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Được biết, gã nhà giàu nước Pháp đã chi 28 triệu euro để mang Ekitike về với sân công viên các hoàng tử. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Gantier. Mùa giải 2021-2022, Ekitike đã ghi 11 bàn sau 26 trận trên mọi đấu trường. Anh được kỳ vọng sẽ tăng thêm chất lượng cho hàng công của Paris Saint-Germain. Để có được Ekitike, Paris Saint-Germain đã đánh bại Newcastle, đội theo đuổi tiền đạo người Pháp từ tận tháng giêng. Paris Saint-Germain không hoạt động quá rầm rộ ở phiên chợ hè do họ đã đạt được hai mục tiêu tối thượng: giữ chân Mbappe và có được huấn luyện viên mới. Có lẽ vì vậy họ không muốn quá nhiều thay đổi trong đội hình, cả chiều mua lẫn chiều bán. Mới đây, huấn luyện viên Christopher Gantier đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc trung vệ Presnel Kimpembe sẽ cập bến Chelsea. Tôi đã đọc tất cả những gì được nói về Kimpembe, chúng tôi thậm chí còn cười về điều đó cùng nhau. Cậu ấy là một cầu thủ tôi thích. Như đã nói trong nhiều bản tin trước, Tottenham xứng đáng là ông trùm mua sắm ở mùa hè này. 6 tân binh có lẽ vẫn chưa đủ với huấn luyện viên Conte, chứ được ra người Ý đang nhắm đến cái tên thứ 7. Theo nhà báo Paul O'Keefe, Conte đang cân nhắc nghiêm túc việc chiêu mộ James Maddison từ Leicester. Maddison có lối đá đa dạng, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở tuyến giữa. Tầm này mùa tới không đút túi danh hiệu thì hơi phí. Bến đỗ của Dybala vẫn đang là một dấu hỏi kể từ khi chính thức rời Juventus. Ngôi sao người Argentina vẫn chưa thể tìm được câu lạc bộ phù hợp. Hiện tại AS Roma đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Dybala. Theo báo chí Italia, Dybala sẽ trả lời Roma vào ngày thứ ba tuần sau. Trong khi đó, Napoli và Inter Milan cho biết vẫn theo đuổi cầu thủ sinh năm 93. Á quân Serie A cho biết sẽ quay lại tiếp cận Dybala trong vài ngày tới vì biết rằng anh vẫn ưu tiên đến Inter Milan. Theo nhà báo Dean Jones chia sẻ với Kimi Sport, huấn luyện viên Ten Hag đang nhắm đến Hakim Ziyech. Được biết, tuyển thủ người Maroc từng có thời gian làm việc với Ten Hag khi còn khoác áo Ajax Amsterdam. Chiến lược gia người Hà Lan đánh giá rất cao cầu thủ 29 tuổi này. Ziyech được phép rời Chelsea ngay trong hè này, và bến đỗ ban đầu anh lựa chọn là AC Milan. Tuy nhiên, quá trình chuyển đến San Siro của anh đã gặp trục trặc và chưa thể hoàn thành. Lisandro Martinez đã chính thức cập bến Old Trafford, đồng nghĩa với việc Eric Bailly không còn tương lai tại Man United. Theo tiết lộ từ Mirror, Bailly vẫn đang nằm trong danh sách thanh lý của Quỷ Đỏ, dù anh thể hiện khá tốt ở những trận giao hữu vừa qua. Mới đây, nhà báo Gianluca Vitale cho biết Bailly đã đồng ý chuyển sang Napoli thi đấu. Hiện hai bên đang tiến hành đàm phán. Được biết Bailly là mục tiêu hàng đầu mà Napoli nhắm đến để thay thế Kalidou Koulibaly. Một trong những hậu vệ khác cũng hết tương lai tại Man United là Phil Jones. Dù còn một năm trong hợp đồng, nhưng Quỷ Đỏ không có ý định gắn bó lâu dài với cầu thủ người Anh. Trong bối cảnh đó, người đồng đội cũ Wayne Rooney đánh tiếng muốn mang Phil Jones về DC United, đội bóng mà cựu tiền đạo người Anh vừa nhận chức huấn luyện viên trưởng. Được biết, mùa trước Rooney từng cố gắng đưa Jones về Derby County nhưng không thành. Trong trận đấu với Everton vừa qua, huấn luyện viên Arteta không điền tân binh Fabio Vieira vào danh sách đăng ký thi đấu. Lý do là bởi cầu thủ người Pháp trước đó dính chấn thương và phải tập riêng. Kể từ khi cập bến Emirates, Vieira vẫn chưa có màn ra mắt đúng nghĩa với người hâm mộ pháo thủ. Cùng với Vieira, hai ngôi sao khác của pháo thủ phải tập riêng là Takehiro Tomiyasu và Kieran Tierney. Xuất phát khá muộn hơn so với các ông lớn khác, Barcelona vừa lên đường sang Mỹ để bắt đầu tour du đấu hè. Đáng chú ý, De Jong vẫn có tên trong danh sách lên máy bay của tọa đội. Nhưng huấn luyện viên Xavi thì vẫn còn đang kẹt tại Tây Ban Nha, lý do đến từ những rắc rối liên quan đến hộ chiếu. Khi còn thi đấu cho câu lạc bộ An Sadd, Xavi đến thăm Iran hơn 3 lần, nên khi muốn sang Mỹ, ông cần có giấy phép đặc biệt. Dẫu vậy, Xavi vẫn sẽ có mặt tại Florida trước thềm trận đấu với Inter Miami vào tuần sau. Dù De Jong tham gia du đấu nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ ở lại Barcelona, theo The Athletic.
Barca bắt buộc bán De Jong trong hè này vì vấn đề tài chính. Barca được cho sẽ đồng ý bán tiền vệ người Hà Lan cho Man United với giá 85 triệu euro. Tuy nhiên, thương vụ chưa thể hoàn tất do sự bất hợp tác của De Jong. Được biết, De Jong có thể rời Camp Nou, nhưng bến đỗ không phải là Old Trafford. Theo ESPN, người đại diện của De Jong đang thuyết phục Paris Saint-Germain và Chelsea nhảy vào cạnh tranh với Man United trong thương vụ chiêu mộ cựu tiền vệ của Ajax. Ưu tiên của De Jong vẫn ở lại Camp Nou nếu buộc phải ra đi. Anh muốn chơi cho một câu lạc bộ có suất dự Champions League. Đây là điều Quỷ Đỏ không thể đáp ứng khi họ chỉ cán đích vị trí thứ 6 mùa trước. Cho đến hiện tại, hẳn các fan của Man United lẫn Barca đã khá mệt mỏi với thương vụ De Jong. Nhưng trước tình hình này, có lẽ câu an ủi chờ đợi là hạnh phúc vẫn được ngân lên dài dài trong suốt mùa hè. De Jong thì chưa biết thế nào, còn Lewandowski đã xác định được tương lai. Bayern Munich xác nhận họ đã đồng ý bán ngôi sao người Ba Lan cho Barcelona. Phía Blaugrana cũng có những động thái chào đón Levy đến với Camp Nou. Bayern đang không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng truyền thông Tây Ban Nha và Đức tiết lộ Levy đã đồng ý một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, trị giá 50 triệu euro. Dẫu vậy, Levy vẫn đến sân tập của Bayern như thường lệ và nuốt trọn giao án trước khi nói lời chia tay các đồng đội. Tôi đã nói lời tạm biệt với những người trên sân hôm nay, 8 năm qua thật đặc biệt. Bạn đừng quên điều đó, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Munich. Tôi sẽ bay sớm, nhưng sau đợt tập huấn với Barcelona ở Mỹ, tôi sẽ trở lại Munich để chào tạm biệt một cách đàng hoàng và sắp xếp một vài điều. Sau khi bán Levy, Bayern sẽ tập trung vào thương vụ Modric từ Juventus. Antony là mục tiêu theo đuổi của Man United từ đầu hè đến nay. Phía Quỷ Đỏ đã có những liên hệ với Ajax để xúc tiến thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Brazil, nhưng vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Theo Telegraph, đội bóng Hà Lan muốn thu về ít nhất 70 triệu bảng từ vụ Antony, trong khi Man United chỉ muốn bỏ ra khoảng 51 triệu bảng. Trước sự bế tắc của Man United, kình địch Liverpool lại nhân cơ hội này nhảy vào cuộc đua. Theo Daily Mail, Lữ đoàn Đỏ đã có cuộc đàm phán với Ajax và người đại diện của Antony để thuyết phục Ajax nhả người với mức giá khoảng 59 triệu bảng. Liverpool thực ra không muốn mua Antony ngay hè này, mà muốn đợi đến hè năm sau để thuyết phục cầu thủ này gia nhập đội chủ sân Anfield. Đây là nước đi khá khôn ngoan của Liverpool bởi hợp đồng của ngôi sao 22 tuổi vẫn còn hạn đến năm 2025. Vì vậy, câu lạc bộ Hà Lan hiện không có lý do nào để bán anh ngay trong hè này. Nếu mua vào năm sau, Liverpool có thể trả với mức giá thấp hơn. Nhưng đó là câu chuyện năm sau, còn mùa giải sắp tới, huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa đón nhận tin dữ. Cụ thể, Diogo Jota và thủ môn Alisson có thể vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa của Liverpool do chấn thương. Chiến lược gia người Đức cho biết cả hai nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trận tranh siêu cúp nước Anh gặp Man City vào ngày 30 tháng 7. Tôi nghĩ Ali có chút cơ hội thi đấu trận Community Shield chứ Jota thì không. Ali gặp vấn đề ở cơ bụng. Nó không quá nghiêm trọng nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị trước mùa bóng mới. Cậu ấy hiện không thể tập luyện với cường độ cao như bình thường. Thế nên cậu ấy khó có thể thi đấu ở thời điểm hiện tại. Với Jota, chấn thương gân khoeo có thể khiến anh mất nhiều tuần để hồi phục. Trong bối cảnh Sadio Mane đã sang Bayern Munich, tân binh Darwin Núñez vẫn trong quá trình thích nghi. Việc thiếu vắng Jota sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tấn công của The Kop. Tạm dừng câu chuyện ở các câu lạc bộ, cùng đến với một thông tin về đội tuyển quốc gia. Theo Daily Mail đưa tin, huấn luyện viên Southgate sẽ thẳng tay gạch tên bất kỳ một cầu thủ nào trong danh sách dự World Cup 2022 nếu từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19. Theo quy định của Qatar, các cầu thủ sẽ phải cách ly tối thiểu 5 ngày nếu chưa tiêm vaccine Covid-19. Do tam sư sẽ thi đấu trận đầu tiên vào đúng ngày World Cup 2022 khởi tranh. Vì vậy, nếu các cầu thủ phải cách ly 5 ngày sẽ ảnh hưởng nhiều đến lịch trình tập luyện và thi đấu của tam sư. Hiện FIFA được cho là đang đàm phán với Qatar để xin nới lỏng các quy định về việc phòng chống dịch Covid-19. Nhưng huấn luyện viên Southgate vẫn muốn các học trò tiêm đầy đủ vaccine trước khi lên máy bay sang Qatar. Đến đây, bản tin chiều chủ nhật xin được khép lại. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối cuối tuần tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.